Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt về nước bị ép mua vé cách ly 100 đô mỗi ngày. Chuyến bay thương mại quốc tế của Vietjet từ Seoul, Hàn Quốc về thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, số hiệu VJ 963 đã chở 158 hành khách là người Việt về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 12 giờ 30 phút trưa 30 tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên, sau hơn 10 tiếng hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, hàng trăm hành khách vẫn phải chờ đợi vật vã ở sân bay, thậm chí có người đã ngất xỉu vì chờ quá lâu. Một vài người phải bóc mì tôm sống để ăn vì đói do mâu thuẫn chuyện cách ly ở khách sạn. Câu chuyện được lan truyền rộng rãi trên cộng đồng mạng do người dùng Facebook có tên là Lê Hùng tường thuật trực tiếp bằng đoạn video livestream có thời lượng hơn 35 phút quay cảnh hàng trăm hành khách có cả người già và trẻ con phải chờ đợi, nhiều người khác đang tranh cãi với nhân viên Vietjet. Đây là hình ảnh chụp màn hình livestream tại sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm 30 tháng 9 của người dùng có tên là Facebook Lê Hùng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cho đến hôm 2 tháng 10, anh Lê Hùng mới đăng một bài viết khác để kể lại chi tiết mâu thuẫn xảy ra sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm 30 tháng 9 vừa qua. Anh cho biết, lúc ở bên Hàn Quốc, hành khách liên hệ với các đại lý mua vé và đã có hỏi lúc về Việt Nam thì sẽ cách ly như thế nào. Phía bên đại lý có báo là lúc về bên sân bay thì sẽ có hai hình thức cách ly để cho khách hàng lựa chọn. Cho đến hôm ra sân bay Incheon ở Hàn Quốc để check-in vé và làm thủ tục lên máy bay, thì phía nhân viên của Vietjet có đưa cho khách hàng hai tờ giấy thỏa thuận. Cá nhân anh Hùng đọc thì phát hiện có điều bất thường. Trong tờ giấy không ghi giá cả cách ly, cũng không có con dấu hay chữ ký của cơ quan hay ban ngành nào cả. Ký xong thì họ mới ghim mẩu giấy nhỏ vào tờ giấy với giá là 100 đô la và kèm theo một tờ giấy khác ghi các khách sạn từ 3 đến 5 sao. Xong họ tự khoanh tròn trên các danh mục khách sạn 3 sao cho hành khách. Nên mọi người cũng đã khiếu nại, nhưng khổ nỗi nhân viên Vietjet ở đó lại toàn người Hàn Quốc nên họ không giải thích được. Anh Hùng nói, mình nghĩ họ cũng chẳng biết được tờ giấy đó nội dung như thế nào và mình có kêu mọi người không ký vào. Nhưng lúc đó không ký thì họ sẽ không xuất vé, không làm thủ tục cho hành khách nên mọi người lo lắng, sợ không về được nên đành phải ký và có nói ký xong, về đến sân bay sẽ khiếu nại. Đây là hình ảnh tờ giấy mà hãng hàng không Vietjet phát cho hành khách ở sân bay Incheon, Hàn Quốc và bắt hành khách phải ký thì mới làm thủ tục cho lên máy bay. Một tờ là biên bản thỏa thuận cam kết chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí liên quan đến chuyến bay bao gồm khách sạn, cách ly, vận chuyển, xét nghiệm và các chi phí liên quan khác. Một tờ có danh sách 3 khách sạn, trong đó có 2 khách sạn 3 sao và 1 khách sạn 4 sao. Riêng anh Hùng đã ghi trong dòng chữ ở khoảng trống ở tờ giấy đó nói là tôi không có đủ tiền chi phí cho cách ly khách sạn. Vì họ là người Hàn nên không hiểu anh đã ghi gì vào tờ giấy đó nên họ đã thu và vẫn xuất vé cho anh bình thường. Xong, tất cả hành khách đã bay về như dự kiến và lúc đến sân bay do anh Hùng làm thủ tục và làm tờ khai y tế sau nên xuống muộn hơn mọi người và có nghe nói là họ chỉ dẫn mọi người tập trung và làm hai nhóm. Một là những người đã đăng ký có khả năng đi cách ly khách sạn. Hai là những người đi cách ly tập trung. Nhưng không hiểu một lúc sau thì họ, tức là đại diện Vietjet báo là giờ đi cách ly khách sạn hết với mức giá 100 đô nên mọi người phản đối. Chất vấn mãi không được, tiếp đến thì họ nhờ an ninh sân bay đưa mọi người qua sảnh khác đứng. Đó chính là thời điểm anh Hùng quay lại cái video clip đầu tiên. Lúc đó là đã đợi được mấy tiếng nên mọi người bức xúc rồi. Phía bên Hàn Quốc tranh thủ ra sân bay sớm nên chẳng ăn uống gì. Trên máy bay cũng không có ăn uống gì cho đến lúc đó. Hành khách rất đông, nhiều người nhiều tuổi, thậm chí có cả trẻ em mấy tháng tuổi. Sau đó một lúc lâu, họ qua nói là giờ đi cách ly khách sạn với giá là 1,3 triệu đồng một phòng một người một ngày, gồm 4 người ở chung, tức là 14 ngày cách ly, thì mọi người đồng ý nên đưa lại qua chỗ tập trung ban đầu. Mọi người chờ để được đi cách ly mãi, nhưng rồi họ lại thông báo là giá phòng như vậy không còn nữa, và giờ phải trả với giá 1,7 triệu đồng cho một người lớn cộng một trẻ nhỏ. Mọi người lại không chấp nhận và giằng co. Anh Hùng quay lại video clip trong video thứ hai để chia sẻ với mọi người. Nói chung là lúc đó mọi người xác định ngủ lại sân bay rồi. Trước diễn biến trên, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Sở Y tế TP.HCM đã tích cực liên hệ với các điểm tổ chức cách ly tập trung để sắp xếp chỗ ở cho nhóm khách này. Đây là hình ảnh các hành khách trên chuyến bay thương mại từ Hàn Quốc về Việt Nam hôm 30 tháng 9. Đến 21 giờ cùng ngày, một cán bộ của đơn vị này cho biết toàn bộ nhóm khách được trung tâm đưa về cách ly tập trung tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, địa điểm cách ly không mất phí.
Trong bài viết mùng 2 tháng 10, anh Lê Hùng cũng viết như sau: hiện giờ tất cả mọi người được cách ly tập trung tại trung tâm y tế Cần Giờ. Tất cả mọi người đều khỏe mạnh, vui vẻ cả. Nơi ở cách ly sạch sẽ, cơm nước đàng hoàng, nhân viên thân thiện, nói chung là ổn. Anh Lê Hùng cũng khẳng định là diễn biến hôm 30 tháng 9 tại sân bay Tân Sơn Nhất chẳng chửi lộn, lăng mạ, xúc phạm, phản đối chính quyền hay cá nhân nào cả. Tất cả mọi người đều chấp hành và hiểu rõ là khi về Việt Nam sẽ phải cách ly. Thứ nhất là trước tiên vì sức khỏe của cá nhân mình. Thứ hai là vì an toàn cho gia đình mình và xã hội Việt Nam mình. Sau đó anh Lê Hùng đã gửi lời nhắn nhủ đến những người Việt Nam đang có ý định trở về nước. Anh viết: qua đây cũng xin nhắn gửi đến những người con Việt Nam đang ở nước ngoài là lúc muốn trở về nước mình thì nên tìm hiểu cẩn thận hơn, không để tình trạng như vậy xảy ra nữa. Và đặc biệt chấp hành các quy tắc phòng dịch của Bộ Y tế yêu cầu nhé. Sự việc đã tạo ra những ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Đây là hình ảnh hành khách từ quốc tế về sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và phải chờ đợi vì mâu thuẫn hình thức và chi phí cách ly vào ngày 30 tháng 9. Tài khoản Facebook có tên Hoàng Hùng đã có bài viết mang tựa đề: hàng trăm người bị giữ lại hơn 10 tiếng đồng hồ trong sân bay hôm 30 tháng 9, lỗi tại ai? Anh Hoàng Hùng nhận định, sự việc đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và được báo Tuổi Trẻ đăng tải. Thế nhưng, ngạc nhiên là nhiều người Việt Nam ủng hộ việc bắt chẹt khách của hãng hàng không và chỉ trích người dân, những người đang bị nhốt trong 10 tiếng ở sân bay vì không chấp nhận cái giá cách ly cắt cổ trong khách sạn. Anh cũng nói, xin mọi người hãy nghe hết đoạn video rồi tìm thêm các thông tin để biết sự thật. Người dân chấp nhận cách ly và trả tiền theo mức giá mà nhà nước Việt Nam quy định. Họ chỉ không có tiền để ở cách ly các khách sạn với giá vài chục triệu đồng Việt Nam cho 14 ngày cách ly. Không phải ai ra nước ngoài cũng là đại gia, mà rất nhiều người phải bỏ công sức để kiếm từng đồng tiền nơi đất khách quê người. Và những người Việt Nam về đợt này phần lớn là những người lao động. Quyền được trở về tổ quốc của các công dân là quyền đã được hiến pháp quy định và không ai có quyền cấm đoán. Thế nhưng, người dân Việt Nam khi ở nước ngoài về trong dịp này phải cách ly là hoàn toàn hợp lý. Chính phủ cũng quy định rõ như sau. Theo đó, trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định. Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng một ngày. Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng một ngày. Và nếu sự việc đúng như người dân đã chia sẻ thì đây là một việc bắt ép người dân vào các khách sạn mà người dân không biết được giá tiền là bao nhiêu. Nếu việc này đã có thật thì đó là hành vi bắt chẹt người dân, cần được chấn chỉnh ngay và không để tái diễn các chuyến bay sau. Thế nhưng, đó không phải là quy định của chính phủ Việt Nam mà là lỗi của hãng hàng không. Chính phủ nên quy định việc đóng phí cách ly tập trung là bắt buộc. Các hàng không cần phải thu từ khi bán vé 14 ngày nhân với 120.000 đồng Việt Nam. Các khách sạn, resort và cơ sở khác có ký hợp đồng nhận người cách ly cũng phải được công khai giá từ trước để người dân được quyền lựa chọn. Sau khi xuống sân bay, những ai đã trả tiền ở dạng cách ly nào sẽ được đưa tới khu vực cách ly đó. Chứ không phải có chuyện nhốt mọi người vào một chỗ như thế này rồi bắt đi chỗ cách ly đắt tiền. Ai cũng có lúc khó khăn, ai rồi cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh bơ vơ nơi xứ người và mong trở về quê hương khi không may. Cho nên thay vì chỉ trích, mong mọi người tìm hiểu rõ mọi việc rồi hãy bình luận, chứ đừng tiếp tay cho bọn gian thương làm trái pháp luật, bắt chẹt người dân. Sau sự việc hành khách Việt Nam từ Hàn Quốc bị ép đi cách ly ở khách sạn với chi phí đắt đỏ, chính phủ Việt Nam đã có những động thái nhanh chóng và tích cực để thay đổi phù hợp với tình hình. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểểu chỉ đạo tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng 9 năm 2020 diễn ra hôm mùng 2 tháng 10. Truyền thông trong nước đưa tin tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020 hôm mùng 2 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý đến việc thay đổi mức phí cách ly tự nguyện tại khách sạn như với đoàn từ Hàn Quốc về nước cách đây vài ngày là dễ gây bức xúc. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong lần tìm kiếm các khách sạn cách ly, đơn vị cũng nhắm phân khúc 1 đến 2 sao nhiều hơn để giảm gánh nặng chi phí cho người cách ly. Anh Lê Hùng cũng thừa nhận sự tác động đáng kể của sự việc mà anh trực tiếp trải nghiệm đối với tình trạng cách ly hiện nay. Hôm 3 tháng 10, anh viết, qua vụ việc của chuyến bay ngày 30 tháng 9 từ Hàn Quốc về, mọi người có thấy được sự tác động đó chưa? Theo mình nghĩ thì giờ chắc là các hãng hàng không sẽ phải rõ ràng, cụ thể, chứ không lập mập mờ như vụ việc vừa rồi. Giờ, những người ở nước ngoài muốn về Việt Nam chắc chắn sẽ dễ nắm bắt được thông tin minh bạch
và sẽ có sự lựa chọn tốt cho mình hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020 với bản tin Người Việt Nam về nước bị ép mua vé cách ly 100 đô mỗi ngày. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.